Chơi nha mọi người nha, thì hai anh trong quá trình mà hát nhạc chơi đó có gì sơ sức hay là những từ nào mà nhạy cảm thì mọi người bỏ qua nha, tại vì sau khi mà mấy anh mấy chị hiểu rồi nhạc chơi thì mấy anh chế lời lời đó mọi người đó, thì mong là mọi người yêu thương đó, mọi người coi giải trí thôi nha mọi người nha, đó mọi người có yêu thương ủng hộ anh Lượm ra, anh Lượm, anh Lượm guitar với lại anh Thánh Chì Bo đúng không anh, đó anh Lượm guitar với anh Thánh Chì Bo đó, mọi người liên hệ bóc xô thì mọi người liên hệ anh Thánh Chì Bo nha mọi người nha, chồng của Bonat đó, để anh đúng rồi, chồng Bonat mà cái mặt giống nhau số vu thê mà chỉ là Bonat bây giờ vậy thôi mọi người ơi, đó thì hôm nay là thứ ba được buổi giao lưu hát giống như là hát nhạc chế vậy đó mọi người, giống như là chương trình mà mây lang thang rồi đó, mây lang thang buồn trôi đó,
tình yêu sâu khát khao vui chơi tháng ngày đó. Thì cứ là cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh. Thì mọi người coi như là clip này là clip giải trí nha mọi người nha. Mấy em ơi, mấy em con nít đừng có coi nha, đừng có coi, hiểu không? Tại vì nó có mấy cái từ mà mình không có nghe được á nha, nha. Nói chung là giải trí nè mọi người, ở này dành cho mấy anh thanh niên mà ăn nhậu đồ á, mấy chị mấy anh thanh niên mà ăn nhậu mà dạng như vui với mọi người đó. Thì cảm ơn mọi người nha, bye bye mọi người, chúc cho mọi người có một cái clip coi giải trí vui vẻ buổi tối thứ ba nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều luôn. Chúc cho cả nhà có một buổi tối thứ hai an lành và hạnh phúc nha. Bye bye mọi người.